Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái hàm tiếp theo, đấy là hàm tìm kiếm và tham chiếu. Thì đối với cái phần hàm tìm kiếm và tham chiếu này, cái phần này là cái phần sheet, có cái sheet đấy là sheet hàm tìm kiếm và tham chiếu ấy. Thì trong cái sheet này là cái sheet liên quan đến về phần khung lý thuyết. Các em về nhà các em sẽ đọc cái phần khung lý thuyết này cho thầy nếu như cần. Còn lại là thầy sẽ mô tả lên một bài toán và thầy ứng dụng các công thức này vào để làm nó như thế nào các em nhé. Được chưa? Ừ. Chứ còn chúng ta đọc cái này xong chúng ta phân tích rồi lấy một cái ví dụ nó không xuyên suốt ý, thì các em sẽ không hình dung ra được cái vấn đề đâu. Và chúng ta sẽ mở sang sheet tiếp theo cho thầy. Các em mở cho thầy sheet bài tập. Các em mở đến cái sheet BT Lookup Function cho thầy. Bây giờ thầy sẽ xóa hết toàn bộ cái phần này đi. Các em cứ để đấy cũng được, không có vấn đề gì cả. Bây giờ các em xóa giúp thầy tên hãng, phân khối và tên xe cho thầy. Xóa hết đi. Xóa hết cả cái khu vực này cho thầy. Để trống, chỉ để mỗi như thế này thôi. Xóa cái phần dữ liệu này. Xóa cái phần chỗ đoạn này cho thầy, chỉ để trắng như này thôi. Còn phần dưới thì kệ để đấy nhá, để làm cái khung lý thuyết các em đọc lại. Còn bây giờ thầy dạy các em thì thầy sẽ phải viết lại hết toàn bộ chỗ đoạn này. Chứ thầy không có đọc ra, vì đọc ra các em sẽ khó theo dõi ấy. Chỗ này các em xong cho thầy chưa? Ok, nào các em tập trung những cái phần công thức này, là những phần công thức rất là quan trọng nhá. 100% khi các em đi làm ở tại doanh nghiệp là các em sẽ sử dụng đến. Nhưng mà trước khi giới thiệu cho các em các công thức về lookup function thì bây giờ thầy có một cái ý tưởng bài toán như thế này nhá. Đây là dữ liệu về một doanh nghiệp hay là một cái gọi là cái đại lý bán xe máy. Bán rất nhiều các loại xe máy khác nhau. Và nhiệm vụ là bây giờ thầy có một list danh sách những cái mục cái dữ liệu mà thầy bán xe máy như thế này, và thầy tạo ra một cái bảng gồm có mã hiệu. Cái mã hiệu này ấy, thì được kết hợp bởi cái tên hãng và cái phân khối. Cái phân khối thì được ký hiệu bởi hai ký hiệu là số 10, số 11, số 12. Và cái tên hãng xe ấy thì được ký hiệu bởi chữ S, chữ I, chữ H. Chữ H là Honda, chữ S là Suzuki, chữ I là Yamaha. Và mã phân khối 10 là 100. 11 là phân khối 110, 12 là phân khối 125. Và cái mã hiệu này của thầy là sự kết hợp của mã phân khối và mã hãng. Và sau đó thì thầy có tên hãng ở đây, và có phân khối ở đây, và có tên xe ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta đấy là gì? Là chúng ta sẽ xây dựng lên các bảng phụ ở đây. Và chúng ta lấy dữ liệu chúng ta đổ vào bảng chính. Chứ chúng ta chẳng dại gì chúng ta phải ghi chữ Suzuki, Yamaha, Honda vào đây cho nó mất thời gian cả. Nếu như bình thường ấy, bạn nào mà không biết, không sử dụng thành thạo Excel, các bạn sẽ nghĩ ngay đến việc đấy này, đúng không ạ? Suzuki, sau đó thì là Yamaha, rồi sau đó thì là Honda, xong cứ đánh liên tục như này, có mà mùa quýt mới xong các em ạ. Thì để nhanh hơn ấy, cái dữ liệu là mang tính chất lặp đi lặp lại như thế này cho từng người, đây là một mã của từng người đấy, người ta mua hàng đấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng gọi là bảng tên hãng ở chỗ đoạn này này. Đấy, cái bảng tên hãng này bao gồm có mã hãng và tên hãng. Thì các em sẽ ký hiệu là mã hãng là HSI, tên hãng sẽ là H là Honda, S là Suzuki và I là Yamaha. Sau đó thì các em sẽ sử dụng đến một cái hàm nào đó để các em đưa dữ liệu của HSI vào đổ vào đây. Thì các em sẽ không cần phải đánh bằng tay nữa. Thầy giải thích chỗ đoạn này đã được chưa các em? Ừ. Tương tự như vậy, phân khối cũng như vậy. 110, 110, 120, rồi 100. Các em thấy nó có lâu không ạ? Chả dại gì người ta làm như thế này. Thay vì việc đấy, người ta sẽ tạo ra một cái bảng phụ. Và cái bảng phụ này sẽ ký hiệu mã hóa của 10, 11, 12 thành 100, 110, 125. Và sau đó chúng ta lấy dữ liệu ở đây. Chúng ta lấy dữ liệu ở đây. Chúng ta đổ vào tên hãng. Chúng ta đổ vào phân khối. Và cuối cùng là tên xe, thì chúng ta sẽ căn cứ vào tên hãng và chúng ta căn cứ vào phân khối để chúng ta lấy ra được tên xe của chúng ta. Như vậy là ba cái bảng trống ở đây là chúng ta sẽ phải căn cứ vào ba cái bảng dữ liệu này đây để chúng ta đổ vào cái bảng chính. Vậy thì nếu như mà các em, khi các em đi làm ý, ở công ty các em mà các em gặp phải cái trường hợp mà chúng ta phải lấy dữ liệu từ một cái sheet khác hoặc ở trên chính cái sheet này đổ vào cái bảng dữ liệu còn trống như thế này này. Đấy, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến các hàm dò tìm lookup function. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng đến cái công thức lookup function trong trường hợp là chúng ta lấy dữ liệu từ một cái bảng bên ngoài, có thể là ở trên chính cái sheet này
hoặc cũng có thể là những cái bảng này nó nằm ở trên các sheet khác, các em có hiểu không? Xong đó chúng ta đổ vào đây. Đấy, chúng ta đổ nó vào đây. Vậy thì để làm được như vậy chúng ta sử dụng đến lookup function nhé. Vậy các hàm về lookup function gồm những hàm gì? Nào. Vậy chúng ta phải hiểu ý tưởng trước đã, trước khi chúng ta đi học công thức, chứ không phải chúng ta cứ thế chúng ta học công thức thì chúng ta không hiểu được đâu. Lookup function của thầy sẽ bao gồm có công thức VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX kết hợp với hàm MATCH. Đấy. Ngoài ra chúng ta còn cái hàm CHU. Hàm CHU thì sáng nay thầy đã dạy các em rồi. Ngoài ra chúng ta còn có hàm LOOKUP, nhưng mà thầy sẽ không dạy hàm LOOKUP và hàm CHU đâu. Cái hàm lookup này các em về các em đọc thêm trong bài giảng nhá. Còn hàm chu này sáng nay thầy đã dạy rồi, nó rất là dễ, nó ứng dụng trong cái phần liên quan đến làm bảng chấm công đấy, kết hợp với hàm weekday để ra được thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đấy. Rồi chúng ta chỉ học ba cái nhóm hàm, ba công thức chính này thôi. Thế thì cái tư tưởng để chúng ta áp dụng ba cái công thức này là gì? Là chúng ta lấy dữ liệu từ bảng phụ đổ vào bảng chính, thì chúng ta sẽ phải nghĩ ngay đến việc đấy là chúng ta dùng lookup function, và cái bảng phụ này có thể nằm ở trên chính cái sheet cùng với cái sheet có bảng chính, hoặc cái bảng phụ này nó có thể nằm ở một cái sheet khác, thì cách thức làm nó đều giống hệt nhau. Bây giờ thầy sẽ phân tích cho các em thế nào gọi là dữ liệu dạng dòng và thế nào gọi là dữ liệu dạng cột nhé. Các em nhìn này, cái bảng dữ liệu này là bảng mã phân khối và phân khối. Như vậy dữ liệu phân khối, dữ liệu mã phân khối và dữ liệu phân khối đang ở dạng cột hay là dạng dòng đấy các em? Đâu? Mã phân khối và phân khối mà các em nhìn đây này. Dạng gì đấy? Cột đúng không ạ? Dạng cột thì cái bảng này người ta gọi là bảng phụ dạng cột. Các em đừng nhìn nhá, cái tiêu đề nhá. Hai cái tiêu đề nếu như các em gióng sang như này nó là dạng dòng đấy, đúng không? Nếu như các bạn nào mà nhìn theo hai cái tiêu đề này các bạn xác định cái bảng này là bảng dạng dòng ấy là sai đấy. Các bạn phải nhìn vào dữ liệu đây này. Cái dữ liệu của nó là mã phân khối theo cột này, phân khối theo cột này, lên cái bảng phụ này người ta gọi là bảng phụ dạng cột này, được chưa các em? Ừ. Ở đây nếu như các em nhìn theo cái mã, theo cái tiêu đề của bảng phụ ấy, mã hãng và tên hãng như thế này thì các em sẽ nghĩ đây là bảng phụ dạng cột đấy. Sai. Dữ liệu của chúng ta mã hãng là theo dạng dòng, tên hãng cũng theo dòng, đúng không ạ? Thế nên cái bảng phụ này phải gọi là bảng phụ dạng dòng. Vậy thế nào gọi là dạng dòng và dạng cột? Các em đã hiểu chưa? Ừ. Thế còn bảng phụ của chúng ta mà có tiêu đề dòng và tiêu đề cột như thế này ấy, thì đây người ta gọi là bảng phụ hỗn hợp. Và theo các em ấy thì cái tiêu đề Honda, Suzuki, Yamaha này là tiêu đề dòng hay tiêu đề cột? Thật không? Thầy bảo là không không không, thầy bảo là cái tiêu đề này thôi. Thế còn cái bảng phụ này thì người ta gọi là bảng phụ hỗn hợp rồi. Thế nhưng thầy bảo là ví dụ như là cái tiêu đề Honda, Suzuki, Yamaha này người ta gọi là tiêu đề dòng hay tiêu đề cột? Thật không? Mồm thầy vừa mới nói với các em là muốn biết nó là tiêu đề dòng hay tiêu đề cột chúng ta phải nhìn vào dữ liệu, mà chúng ta đâu có nhìn vào cái này đâu. Nếu như các em nhìn như thế này thì đúng là tiêu đề cột thật, nhưng đây không phải tiêu đề cột mà dữ liệu của nó đi theo dòng hay theo cột đấy các em. Đây dữ liệu nó theo dòng như thế này mà. Ủa? Đây dữ liệu theo dòng đây. Thì cái này người ta gọi là tiêu đề dòng. Được chưa? Thế còn cái này là tiêu đề dòng hay tiêu đề cột? Ừ, đúng rồi. Thầy vừa mới nói rồi thì cái còn lại phải là tiêu đề cột đúng không ạ? Vì sao ạ? Vì cái loại xe của nó đi theo gì đây? Cột. Đấy, phân biệt được thế nào gọi là tiêu đề dòng và tiêu đề cột chưa? Nếu các em không phân loại được tiêu đề dòng, tiêu đề cột hoặc là bảng phụ dạng dòng và bảng phụ dạng cột thì không bao giờ các em làm được cái phần VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX và MATCH này đâu. Không phải giáo viên nào người ta cũng phân tích được cái này cho các em đâu. Nếu không phân tích cụ thể cái này cho các em thì luôn luôn các bạn bị nhầm lẫn giữa VLOOKUP và HLOOKUP. Và sẽ luôn luôn và phải ồ thôi, nếu mà VLOOKUP không ra kết quả thì thôi chúng ta sử dụng HLOOKUP. Đúng không? Một trong hai trường hợp và chúng ta chả hiểu tại sao chúng ta dùng cái trường hợp đó. Nào, VLOOKUP thì dùng cho bảng phụ dạng cột các em nhá. Nếu bảng phụ của các em dạng cột như cái bảng này này, đây người ta gọi là bảng phụ dạng cột, thì chúng ta sẽ sử dụng VLOOKUP. Được chưa? Ok chưa? Còn nếu mà bảng phụ dạng dòng giống như bảng này này thì người ta dùng hàm HLOOKUP.
Rồi, thế còn bảng phụ hỗn hợp như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng hàm index kết hợp với hàm match để chúng ta lấy ra được cái tên xe. Thế phân tích như thế này đã được chưa? Còn ai thắc mắc gì về cái này? Còn ai thắc mắc gì về cách sử dụng ý nghĩa của hàm VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX và MERGE không ạ? Ok, nếu không thắc mắc gì thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cấu trúc của công thức nhé. Ý nghĩa là thầy đã nói xong rồi nhá. Đây chính là ý nghĩa này. Ý nghĩa của các phần các cái công thức này. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần cấu trúc của công thức này. Đấy, thầy dạy rất là kỹ rồi đấy. Này mà không không nhớ được nữa thì thôi thầy cũng chịu. Cấu trúc công thức này. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các em cấu trúc của công thức VLOOKUP trước nhé. Nào, cấu trúc của công thức VLOOKUP bằng VLOOKUP này. Thứ nhất đấy là lookup value. Sau đó là đến table array. Sau đó là đến call index năm. Sau đó là đến range lookup đóng ngoặc. Ok. Ở đây các em thấy là cái hàm VLOOKUP này nó có mấy tham số đấy các em? Đúng rồi, bốn tham số và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải hiểu được bốn cái tham số này nó được sử dụng như thế nào và chúng ta truyền dữ liệu vào bốn cái tham số này ra sao thì công thức nó mới vận hành được, được chưa ạ? Nào, tham số đầu tiên, lookup value. Lookup value dịch sang tiếng Việt người ta gọi là giá trị dò tìm các em nhé. Giá trị dò tìm. Rồi, lookup value là cái gì? Thì bây giờ thầy có bốn cái mẹo hay người ta gọi là bốn cái bước để các em nhớ cái lookup value này như sau. Bước thứ nhất, xác định bảng chính bảng phụ. Các em đi theo bốn bước này thì không bao giờ các em xác định sai đâu. Đây người ta gọi là bảng chính này. Đây người ta gọi là bảng phụ này. Được chưa các em? Ok nhá. Như vậy là thầy đã giới thiệu cho em bảng chính đây, bảng phụ đây. Bảng phụ là cái bảng có chứa dữ liệu, còn bảng chính là cái bảng đổ dữ liệu từ bảng phụ vào. Được chưa ạ? Bước thứ hai, tìm dữ liệu gần giống nhau hoặc là giống nhau giữa hai bảng chính và phụ. Đấy. Thì theo các em nhìn vào bảng chính và bảng phụ để lấy được phân khối thì các em thấy giữa bảng chính và bảng phụ này có cái gì giống nhau hoặc gần giống nhau không? Có cái cột nào gần giống nhau hoặc là giống nhau không? Cột nào ạ? Đọc tên cột, tiêu đề cột cho thầy ạ. Không, cái phân khối này là cái mà thầy đổ dữ liệu vào đây rồi, đúng không? Đúng không? Cái mà thầy cần đổ thì thầy không nói nữa, mà bây giờ các em phải nhìn là ở bảng chính và bảng phụ nó phải có cả dữ liệu cơ. Thì theo các em ở bảng chính và bảng phụ thì có cái gì giống nhau? Rồi, mã hiệu ở đây và mã phân khối ở đây có vẻ là giống nhau, đúng không? Gần giống nhau, đúng không? Ở đây có ba con số và ở đây cũng có ba con số. À, ở đây có con số và ở đây cũng có con số 10, 11, 12. Như vậy là chứng tỏ mã hiệu đó là gộp của tên hãng và mã phân khối đấy. Mã hãng và mã phân khối đấy. Em hiểu không? Ừ, như vậy cái bước 2 là tìm dữ liệu gần giống nhau giữa bảng chính và bảng phụ là các em đã tìm ra chưa? Là cái nào đây? Và ok, còn thắc mắc gì chỗ đoạn này không? Ừ. Một là hai cái cột này giống nhau, hoặc là hai là hai cái cột này nó gần giống nhau như thế này. Ok nhá. Tiếp này, bước thứ ba. Lấy dữ liệu gần giống nhau hoặc là giống nhau ở bảng chính. Đấy. Ví dụ như là các em muốn điền phân khối vào cái ô này. Được chưa các em? Các em muốn điền phân khối vào ô này thì cái lookup value của chúng ta ấy nó chính là cái ô này. Ô này có phải là ô mã hiệu, ô để ô mã phân khối là gần giống nhau và bây giờ cái bước 3 thầy bảo là lấy dữ liệu gần giống nhau ở bảng chính thì có phải là cái ô này không? Được chưa? Hiểu ý thầy không?
Rồi, ok. Bước 4. Cái này mà không hiểu là lần sau các em không bao giờ xác định đúng được lookup value đâu, mà lúc đấy các em cũng sẽ không làm được. Bước 4. So sánh dữ liệu hai cột của bảng chính và bảng phụ, so sánh dữ liệu gần giống nhau. Nếu mà gần giống nhau là chúng ta phải so sánh đấy. So sánh dữ liệu gần giống nhau, nếu chưa khớp phải sử dụng các hàm left, right hoặc là mid để tách dữ liệu. Và chốt cuối cùng để làm sao mà dữ liệu đã tách ở bảng chính khớp với dữ liệu ở bảng phụ. Được chưa ạ? Tức là gì? Là bây giờ nhá, bước 1 là xác định bảng chính, bảng phụ. Ok chưa ạ? Bây giờ thầy nói lại 4 bước nhá. Bước thứ hai là tìm dữ liệu chung giữa bảng chính và bảng phụ giống nhau hoặc gần giống nhau, thì các em thấy có mã hiệu, các em thấy có mã phân khối giống nhau, gần giống nhau đúng không? Bước thứ ba là chúng ta lấy dữ liệu gần giống nhau đấy ở bảng chính, có phải là ô này không? Bước thứ tư là chúng ta so sánh cái dữ liệu này với cái dữ liệu ở bảng phụ, nó đã giống nhau chưa? Chưa. Và bây giờ chúng ta cần phải lấy con số bao nhiêu ra? Đúng rồi. Đúng rồi. Lấy con số 11 là ở bên phải, vậy chúng ta dùng hàm gì ạ? Đấy, bây giờ đã hiểu cái chỗ đoạn 4 bước này của thầy chưa? Đã hiểu 4 bước này của thầy chưa? Nếu như mà không dùng cái 4 bước này để dạy các em ý, thì các em sẽ chả hiểu là thầy đang làm cái gì. Thế nên là thầy phải xây dựng lên 4 cái bước này để các em hiểu, đi tìm lookup value, vì cái lookup value này rất là khó. Có thể là bài tập này nhìn nó dễ, nhưng mà khi các em đi làm thực tế thì dữ liệu của em nó sẽ bị hỗn độn. Em phải xác định đâu là cái bảng phụ và đâu là bảng chính và tìm. Và các em hiểu cho thầy nhé, muốn lấy được dữ liệu 100, 110, 125 đổ vào trong này thì máy tính ấy, nó phải đi tìm một cái dữ liệu chung để nó so sánh. Tức là nó sẽ lấy số 10, số 11, số 12 ở đây, nó so sánh với số 10, số 11, số 12 ở đây. Nếu khớp của cái nào thì nó mới lấy được dữ liệu từ cái này đổ vào đây. Các em có hiểu không? Chứ nó không thể là nó không thể là tự nhiên nó nhồi một phát từ từ bên này nó đổ vào đây được, mà nó phải có một cái gì đó để nó dùng để so sánh chứ, đúng không? Nó phải so sánh cái con số 10 và con số 11, 12 ở cái mã hiệu này, nó so sánh với cái mã phân khối này, nếu nó trùng với cái nào thì nó mới lấy dữ liệu tương ứng từ cái con số đấy sang để đổ vào phân khối. Hiểu ý tưởng chưa? Các bạn đã hiểu ý tưởng chưa? Ok, nào bây giờ tiếp. Lookup value xong. 2. Table array. Table array. Table array người ta gọi là bảng chứa dữ liệu đổ vào bảng chính. Vậy nó chính là bảng nào đấy? Đúng rồi. Như vậy cái table array này các em mặc định cho thầy nó là bảng phụ. Các em bôi toàn bộ bảng phụ này, bôi cả tiêu đề cũng được, không ảnh hưởng gì đâu. Được chưa ạ? Hoặc các bạn chỉ bôi vùng dữ liệu như thế này cũng được. Tiếp. Co index 5. Co index 5 người ta gọi là vị trí cột chứa dữ liệu ở bảng phụ đổ vào bảng chính. Đấy. Thì thầy phân tích cho các em này. Cái chỗ này sẽ có một vài cái lưu ý mà các em cần phải quan tâm nhé, nếu không em sẽ sai này. Vị trí cột chứa dữ liệu ở bảng phụ đổ vào bảng chính có phải là cột phân khối không các em? Và khi các em bôi vùng dữ liệu ấy, là các em bôi từ bắt đầu từ cột mã phân khối, các em bôi sang cột phân khối ấy. Thì khi các em bôi cột dữ liệu bắt đầu từ đâu thì chỗ đấy người ta gọi là cột số 1, và sau đó đây người ta gọi là cột số 2. Được chưa? Hiểu không? Thế ví dụ như thế, bôi ba cái cột như thế này thì cột nào, cột phân khối này sẽ là cột số mấy? Rồi, thấy bôi từ đây sang bên này thì cột phân khối sẽ là cột số mấy? Đúng. Và có thêm một cái lưu ý nữa là gì? Nếu như các em lấy cái quy chuẩn nó ở đâu thì các em phải bôi bắt đầu từ đấy.
Ví dụ ở đây chúng ta còn có hai cột nữa. Thế nhưng hai cái cột này không được dùng để làm so sánh giữa cái này để lấy ra phân khối. Thì các em không được bôi. Nếu như các em bôi từ đây sang thì máy nó sẽ hiểu là các em đi dò tìm từ chỗ đoạn này này với cái chỗ đoạn này, chứ không phải là dò tìm của cái cột này với cái cột của này đâu. Thế nên ấy là cái cột dò tìm luôn luôn phải là cái cột đầu tiên và các em bôi trước. Hiểu ý thầy không? Ừ, đấy. Ví dụ như chúng ta có hai cột như thế này, các em bôi như này thì máy nó cái hàm VLOOKUP nó sẽ không ra được kết quả đâu. Vì sao? Vì cái cột so sánh của các em là cái cột này chứ nó không phải là cái cột này. Mà cột so sánh sẽ phải là cột đầu tiên chúng ta phải bôi ở bảng phụ chứ không phải là cột này. Đấy. Nếu mà làm như này thì VLOOKUP vĩnh viễn không bao giờ ra được kết quả. Đấy, nó có những cái chú ý như vậy thì các em cần phải lưu ý cho thầy nhá. Số 4. Nói hết tất cả những cái trường hợp xảy ra rồi đấy. Range lookup người ta gọi là điều kiện dò tìm. Điều kiện dò tìm này thì chúng ta sẽ có hai kiểu là dò tìm chính xác và dò tìm gần đúng. Chính xác người ta ký hiệu là chữ fail. Được chưa? Các em có thể bỏ trống hoặc là các em điền số 0 vào đây cho thầy, người ta gọi là chính xác. Còn gần chính xác là true. Đấy, trong máy người ta ký hiệu là chữ true. Thì đấy là liên quan đến công thức VLOOKUP, thầy phân tích như vậy. Còn bạn nào thắc mắc gì về các tham số này nữa không các em? Ok nhá. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục này, thầy và các em sẽ ứng dụng cái phân tích công thức này vào để các em giải quyết, để các em lấy cái phần phân khối vào đây cho thầy nhá. Công thức này nó rất là quan trọng. Thế nên là thầy phân tích nó hơi chậm đấy, có nhiều bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu bởi vì là thầy nói chậm quá. Bây giờ thầy sẽ bằng này, em thao tác cùng thầy luôn nhé. VLOOKUP này, mà thôi, để thầy làm trước đi, sau đó tí nữa các em làm sau cũng được. Đánh chữ VLOOKUP thì nó sẽ hiện ra gợi ý, sau đó nhấn phím Tab và các em sẽ thấy ở đây một là các em thực hành công thức ở đây, hai các em kích thực hành công thức ở bên trên này. Thì các em sẽ thấy này, khi các em mở công thức ra thì các em sẽ thấy nó có gợi ý công thức ở bên dưới này, gồm có 4 tham số. Và cái tham số đầu tiên nó sẽ được hiện đậm lên như thế này, là chúng ta đang ở cái tham số đầu tiên đấy, lookup value. Và bây giờ chúng ta phải truyền dữ liệu vào cái lookup value này. Thì chúng ta sẽ thực hiện theo 4 bước. Bước thứ nhất xác định bảng chính, bảng phụ. Bước thứ hai là chúng ta tìm dữ liệu chung giữa bảng chính và bảng phụ, là cái mã hiệu và mã phân khối. Và bước thứ ba là chúng ta lấy dữ liệu chung ở bảng chính là cái ô này. Tuy nhiên, đến bước thứ tư là chúng ta thấy ô này với cái mã phân khối nó chưa sức khớp nhau, mà chúng ta cần phải lấy ra được con số 11 ở đây. Vậy để lấy được thì các em sẽ phải sử dụng đến cái hàm người ta gọi là hàm bright, đúng không ạ? Tab. Đấy. Đầu tiên đấy là tech. Tech chính là ô có chứa chuỗi ký tự mà chúng ta cần tách. Sau đó chấm phẩy hoặc là phẩy tùy từng máy nhé. Sau đó là chọn number chart. Number chart này có nghĩa là số ký tự mà các em cần tách. Ở đây là chúng ta sẽ lấy hai ký tự cuối nên chúng ta sẽ đánh số 2 vào đây, đóng ngoặc. Như vậy là thầy và các em đã thực hiện xong cái lookup value, lấy được con số 11 ở đây để so sánh với số 11 ở chỗ đoạn này. Sau đó chấm phẩy. Table array. Table array của thầy đấy chính là toàn bộ bảng phụ. Và theo các em ấy, cái bảng phụ này có dùng chung cho tất cả các công thức ở bên dưới chỗ đoạn này không các em? Có dùng chung? Có đúng không? Vậy chúng ta có cần cố định nó lại không? Có cần cố định không? Ok nhá, thầy thử không cố định nhá. Tí nữa các em xem điều gì xảy ra nhá. Chấm phẩy. Nào, call index 5 là vị trí cột số mấy để chúng ta đổ dữ liệu. Cột số mấy ở bảng phụ để chúng ta đổ vào đây nhỉ? Số 2, đánh số 2 vào đây. Và chúng ta đi tìm chính xác, đấy là fails. Hoặc em đánh số 0 hoặc em để trống cho thầy. Đóng ngoặc, được chưa ạ? Xong công thức nhá, enter. Bây giờ thầy kéo công thức xuống cho các em nhìn này. Sai be bét hết, đúng không ạ? Cái này vẫn đúng nhưng cái này bắt đầu sai này. Thấy không ạ? Vì sao nó sai các em nhìn này. Bây giờ thầy kiểm tra lại công thức ở bên dưới để cho các em xem nhé. Vì sao nó sai nhé. Bằng cách đấy là chúng ta click vào chữ VLOOKUP ở đây. Cái chỗ mở ngoặc chỗ này này. Các em click vào chữ lookup value. Lookup value này đúng chưa? Các em nhìn này. Nó bôi lên chỗ đoạn này là A72 đúng rồi đúng không ạ? Thế nhưng cái table array này đang đúng hay sai đây? Đúng rồi, nó chạy xuống đến tận bên dưới này này.
nó không còn lên được cái vùng dữ liệu của cái khu vực này nữa rồi, làm sao mà so sánh được nữa, đúng không? Các em thấy không? Nếu như các em không cố định cái bảng này lại thì khi các em kéo công thức đi thì toàn bộ cái dữ liệu nó cũng sẽ bị chạy theo, có hiểu ý thầy không? Co index thì đúng, re lookup đúng, đúng không? Enter. Như vậy là chúng ta đã biết lý do vì sao chúng ta sai rồi, đúng không? Lý do chúng ta sai là bởi vì cái bảng phụ này chúng ta không cố định lại, nên khi chúng ta kéo công thức xuống thì cái bảng phụ nó cũng bị di chuyển theo, hiểu không ạ? Bây giờ đã hiểu vì sao chúng ta cần phải cố định chưa? Chúng ta kích lại vào đây, chúng ta chọn vào cái chỗ co index 5 này, chúng ta chọn vào table array để máy nó động lên chỗ đoạn này nhá, và sau đó thầy nhấn phím F4 hoặc FN F4 nhá. Rồi bạn nào không nhấn được thì các bạn thêm phím đô la đằng trước, enter. Bây giờ thầy kéo lại công thức nhá. Đấy, các em thấy không? Lại ra kết quả rồi đây này. Đấy, các em thấy không ạ? Cái bảng phụ chúng ta cố định lại, bây giờ đã hiểu lý do vì sao cố định rồi, đúng không ạ? Thầy sẽ cho các em thời gian để các em nhập cái công thức này cho thầy nhá. Ok, hlookup ý, thì công thức giống hệt như là vlookup như thế này này, nhưng nó chỉ khác nhau có một tí thôi các em ạ. Đây, chỗ đoạn hlookup thì cái chỗ đoạn này nó để là row index 5 đấy, và chỗ đoạn này đấy là row index 5, row index 5 đấy là vị trí dòng, còn lại là giống hệt nhau từ trên xuống dưới, các bước cũng đi hệt như vậy. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ lấy tên hãng nhé các em nhé. Lấy tên hãng này. Thì để lấy được tên hãng thì các em sẽ căn cứ vào bảng phụ là bảng phụ dạng dòng. Đây là bảng phụ dạng dòng nên chúng ta phải sử dụng đến hàm hlookup đúng không ạ? Bằng hlookup này, các em nhìn trước này. Nhìn thầy làm trước, sau đó tí nữa chúng ta sẽ thực hành nhé. Hlookup đầu tiên, cái tham số là lookup value chúng ta cũng đi theo 4 bước. Bước thứ nhất xác định bảng chính, bảng phụ. Bước thứ hai tìm dữ liệu chung giữa bảng chính và bảng phụ là cái nào đây các em? Đọc cho thầy. Giữa bảng chính này với bảng phụ này thì cái nào có cái nào chung với nhau? Và mã hiệu đúng không ạ? Bước 3 là chúng ta sẽ lấy dữ liệu chung ở bảng chính. Và bước 4 là chúng ta sẽ so sánh dữ liệu chung ở bảng chính và bảng phụ là chúng ta chưa thấy nó khớp nhau, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải dùng hàm gì để chúng ta lấy cái chữ S ra? Đúng rồi, left tab text là chuỗi ký tự chúng ta cần lấy, sau đó là lấy một ký tự đúng không ạ, đóng ngoặc. Như vậy là chúng ta đã xong được cái lookup value chấm phẩy. Bây giờ là đến table array. Cái table array này thì các em bôi toàn bộ cái bảng phụ có chứa cái tên hãng đổ vào bảng chính. Đây, các em bôi cái bảng phụ này, và cái bảng phụ này có cần cố định không ạ? Có, cố định nó lại. Rồi đến row index 5. Row index 5 đấy là vị trí của dòng có chứa dữ liệu ở bảng phụ đổ vào bảng chính là dòng số mấy đấy các em? Mã hãng là dòng 1, mã hãng là dòng 1 nhá, thì tên hãng sẽ là dòng mấy đây? Dòng 2, đánh số 2 vào đây và đánh số 0 vào đây cho thầy. Enter. Đó, nó sẽ ra được như thế này. Rồi, bây giờ các em thực hành tiếp cho thầy cái hàm hlookup.